Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Phó Đô đốc Hải quân Nga Sergei Lipilin vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh hạm đội Baltic, cho đó chức vụ này do Phó Đô đốc Vladimir Vorobyov đảm nhiệm từ tháng 4 năm 2023. Cơ quan báo chí của hạm đội Baltic ngày 8 tháng 7 cho hay, hôm nay, Đô đốc Alexander Moiseyev, tư lệnh Hải quân Nga, đã giới thiệu chỉ huy mới với ban chỉ huy hạm đội Baltic, đó là Phó Đô đốc Sergei Lipilin, người trước đây giữ chức vụ tham mưu trưởng hạm đội. Ông Lipilin sinh ngày 26 tháng 8 năm 1965 và bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn Tên lửa Hạm đội Thái Bình Dương sau khi tốt nghiệp Trường Đào tạo Hải quân Thái Bình Dương năm 1987. Từ năm 1995 đến nay, ông Lipilin đã giữ nhiều chức vụ chỉ huy và tham mưu khác nhau như chỉ huy tàu tuần dương tên lửa Chervona Ukraine, tàu tuần dương Varyag. Đáng chú ý, năm 2009, ông Lipilin được bổ nhiệm làm chỉ huy sư đoàn tàu mặt nước của hạm đội Biển Đen và sau đó trở thành phó tư lệnh hạm đội Biển Đen vào năm 2018. Từ năm 2021 đến năm 2024, ông là tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh thứ nhất của hạm đội Baltic. Thông tin về việc Nga thay tư lệnh hạm đội Baltic được công bố chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine GUR ngày 3 tháng 7 mở cuộc họp báo cho biết GUR đã phối hợp với Quân đoàn Tự do Nga FRL, nhóm vũ trang bị Moscow liệt vào danh sách khủng bố, và một nội gián trong hạm đội Baltic Nga để lên kế hoạch tấn công tàu tên lửa Serpukhov đóng tại Kaliningrad. Vụ tấn công đã khiến cho con tàu bốc cháy dữ dội tại khu vực được Nga phòng thủ nghiêm ngặt và coi là pháo đài bất khả xâm phạm của Moscow. Trước đó, đoạn video rò rỉ cho thấy lửa đã bùng lên từ phía trong, khiến cho chiếc tàu tên lửa thuộc lớp Buyan-M nổi tiếng của Nga với hệ thống vũ khí khác nhau đã bị vô hiệu hóa. Theo hãng tin Reuters của Anh, đây được xem là hoạt động tấn công đầu tiên được ghi nhận của Ukraine nhằm chống lại Nga ở Baltic, khu vực ít ai nghĩ sẽ trở thành mục tiêu của Kiev. Trước đó, Ukraine đã nhiều lần phát động tấn công vào tàu chiến Nga nhưng chủ yếu ở Biển Đen. Tờ Izvestia dẫn lời các chuyên gia nhận định đảm bảo an ninh cho khu vực Kaliningrad và loại trừ các hành động khiêu khích bằng máy bay, xuồng không người lái sẽ là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ Chỉ huy mới hạm đội Baltic. Đô đốc Sergei Avakian, cựu chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương và là người quen biết Phó Đô đốc Sergei Lipilin trong nhiều năm qua, đã mô tả ông là một người đặc biệt đáng tin cậy và trung thực. Đây là quyết định bổ nhiệm đáng tin cậy từ mọi phương diện, ông Avakian nói, đồng thời lưu ý rằng Phó Đô đốc Lipilin có kinh nghiệm tiến hành các cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn trong hạm đội Thái Bình Dương. Theo Izvestia, khu vực mà hạm đội Baltic chịu trách nhiệm bảo vệ rất khó khăn, đặc biệt là sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Các nhóm quân của NATO đang được điều động luân phiên đến Litva, Latvia và Estonia để tuần tra dọc biên giới Nga. Trong khi đó, tại khu vực biển Baltic, liên minh này hàng năm tiến hành hơn 1.000 đợt xuất kích máy bay và hơn 50 đợt triển khai tàu chiến để trinh sát hàng hải. Mỹ cũng đã sử dụng không phận Baltic khi đưa máy bay ném bom chiến lược B-52N diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân vào vùng Kaliningrad của Nga. Thời gian qua, các chính trị gia tại một số nước vùng Baltic đã đưa ra tuyên bố mang tính chất khiêu khích rõ ràng. Ví dụ, ngày 27 tháng 2 năm nay, đại sứ Litva tại Thụy Điển, đồng thời là cựu ngoại trưởng Litva Linas Linkevičius đã đe dọa sẽ vô hiệu hóa Kaliningrad nếu Nga thách thức NATO. Ngày 3 tháng 5, tướng Martin Herem, tư lệnh lực lượng phòng vệ Estonia cảnh báo Estonia có khả năng phong tỏa biển Baltic là một trong những mục tiêu then chốt và ủng hộ các hành động chung theo hướng này với Ba Lan, Thụy Điển và Phần Lan. Vào tháng 5, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO James Stavridis đã gọi vùng Kaliningrad là cái nêm địa lý giữa các thành viên của khối với Nga và ông đã đề xuất rằng liên minh quân sự này nên vô hiệu hóa vùng đất Kaliningrad nếu Moscow gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của các quốc gia vùng Baltic. Trong một bài viết dành cho Bloomberg được xuất bản hôm 9 tháng 5, ông Stavridis ca ngợi cuộc tập trận chiến dịch Baltic năm 2023 là một minh chứng cho thấy cách NATO có thể sử dụng lực lượng biển Baltic của mình trong phạm vi hoạt động hải quân để gửi tín hiệu đáng ngại tới Nga. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Kaliningrad sẽ cần phải bị vô hiệu hóa để các lực lượng trên bộ của Nga không thể kiểm soát được hành lang Suvanki quan trọng. Hành lang Suvanki là một dải đất hẹp giữa Belarus và Kaliningrad chạy dọc biên giới Litva và Ba Lan. Sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, các thành viên vùng Baltic của NATO đã hạn chế giao thông đường bộ giữa đất liền của Nga và Kaliningrad theo lệnh cấm vận của EU.
Tuy nhiên, họ đã dừng việc áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn vì một số nhà phân tích cho rằng việc cắt đứt quyền tiếp cận lãnh thổ của Nga ở một mức độ nào đó có thể coi là nguyên nhân dẫn đến việc tuyên chiến. Ba Lan và Litva đã tổ chức các cuộc tập trận ở khu vực chiến lược trong bối cảnh các cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây suy đoán rằng Nga có thể tấn công vào khu vực này trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện. Nga đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ kế hoạch tấn công liên minh, trong đó Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi làm như vậy. Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, nhưng đồng thời chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng tôi. Ông Putin tuyên bố như vậy trong bài phát biểu trước cuộc duyệt binh ngày chiến thắng ở Moscow. Với động thái mới của Ukraine nhằm vào Kaliningrad, tình hình tại khu vực này đang gia tăng căng thẳng. Theo ông Avakian, trên cương vị tư lệnh mới của hạm đội Baltic, ông Lipilin sẽ giải quyết 3 nhiệm vụ chính. Đầu tiên là đảm bảo an ninh cho Kaliningrad và quyền bất khả xâm phạm của khu vực này. Ông Avakian cũng nói, loại trừ những hành động khiêu khích dù là nhỏ nhất đến từ các quốc gia lân cận liên quan đến Kaliningrad. Thứ hai là giám sát đầy đủ, nắm bắt chặt chẽ tình hình trên không, trên mặt nước và dưới nước trong toàn bộ khu vực biển Baltic. Cuối cùng, ông Avakian nhấn mạnh, Phó Đô đốc Lipilin sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công bất ngờ, bao gồm hành động khiêu khích của máy bay, xuồng không người lái, hành động phá hoại của lực lượng đối địch. Theo vị đô đốc, điều đó có nghĩa là lực lượng Nga dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc Lipilin sẽ tổ chức bảo vệ các cơ sở của hạm đội tại khu vực như là Saint Petersburg, Leningrad và Kaliningrad trước các mối đe dọa từ trên không, trên bộ và cả dưới nước. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy hạm đội cần chuẩn bị cho các hành động khiêu khích trên tuyến Kaliningrad-Saint Petersburg. Trước đó, Ukraine tuyên bố xuồng không người lái là phương tiện mang tới hiệu quả cao trong việc tấn công tàu chiến Nga, giúp Kiev buộc hạm đội Biển Đen phải phân tán tàu chiến ra khỏi Crimea. Nhận định về khả năng ứng phó của hạm đội Baltic trước các mối đe dọa hiện nay, chuyên gia quân sự Vasily Danikin cho biết hạm đội của Nga có tất cả các phương tiện cần thiết để buộc các đối thủ của Nga phải dè chừng. Kỳ hạm của hạm đội Baltic là tàu khu trục Perseverance do Liên Xô chế tạo. Trong thành phần của hạm đội còn có các tàu quét mìn, tàu trang bị tên lửa Kalib, lớp Buyan và Kakakut. Bên cạnh đó là các tàu ngầm mới đang được chế tạo riêng cho hạm đội Baltic. Lực lượng tác chiến của hạm đội bao gồm lữ đoàn thủy quân lục chiến, hàng không hải quân, các đơn vị tên lửa, trong đó có các đơn vị trang bị tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander. Ông Dadikin nhấn mạnh rằng đây là một lực lượng tấn công lớn. Theo vị chuyên gia, hạm đội Baltic có đủ phương tiện để chống lại bất kỳ đối thủ nào. Với sự gia tăng phòng bị, các hành động thách thức của NATO và Ukraine nhắm vào khu vực này sẽ không dễ dàng. Kaliningrad là một vùng lãnh thổ thuộc Nga ở viễn Tây, hoàn toàn tách biệt và không có chung đường biên giới với Nga. Nó là một dải đất giáp với biển Baltic về phía Tây và nằm kẹp giữa Litva và Ba Lan. Khu vực này rộng khoảng 15.000 km2 với dân số gần 1 triệu người. Trong đó hơn một nửa sống ở thủ phủ Kaliningrad. Kaliningrad ngày nay từng là một phần của Vương quốc Phổ và có dân số nói tiếng Ba Lan, Litva và Đức. Sau khi phát xít Đức bị đánh bại vào cuối Thế chiến thứ hai, khu vực này được nhượng lại cho Liên Xô. Thành phố chính trong thời thuộc Đức là Königsberg đổi tên thành Kaliningrad và toàn bộ khu vực cũng mang tên này. Sau khi Liên Xô tan rã, Kaliningrad thuộc về Nga. Vị trí địa lý của Kaliningrad đã tạo lợi thế về mặt chiến lược và quân sự cho Nga. Đây là cảng duy nhất của Nga trên biển Baltic quanh năm không có băng. Hạm đội biển Baltic của Nga cũng đóng tại đây. Nga cũng đặt các tên lửa hạt nhân ở Kaliningrad có phạm vi tấn công chạm đến thủ đô của các nước lớn của châu Âu. Các nước láng giềng, Litva và Ba Lan là các quốc gia EU và là thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.